cái điện thoại được ngay thùng bia này. Ra nhanh chiều bố đưa đi mua quần áo mới. Bia bị phí, nếu phải mua. Di động thông minh à? Tặng bia Ken cơ à? Kèo thơm thế này mà không ra hốt người ta cười cho. Anh biết đâu, bia nào, bia kia kìa. Hôm nay anh mua máy gì? Anh không mua máy, nhưng mà anh thấy bảo là ở cửa hàng mình đang có cái chương trình tặng bia thì anh đến anh xem. À vâng, không những tặng bia mà bọn em còn tặng cả nước ngọt này. Bên cạnh đó có cả lì xì tiền mặt, nhưng mà với điều kiện là anh phải mua một smartphone, có một thùng bia, một thùng coca, một lon, một lốc 6 lon, hai loại bia. Ơ thế là phải mua điện thoại thì mới được cái lì xì này à? Đúng rồi, đúng rồi. Đéo mẹ, thằng nó ăn gì mà son thế nhỉ? Ok, anh không tin là anh không trúng được cái thùng bia này. Cho anh con Redmi Note 5 Pro lên. Redmi Note 5 Pro à? Cho anh hỏi là con Redmi Note 5 Pro thì mình có tiếng Việt không? Có chứ anh. Anh cứ sang bàn bên cạnh, em sẽ tư vấn cho anh. Cho anh một con Redmi Note 5 Pro nhá. Thanh toán xong rồi, anh sẽ được bốc một trong những phong bao lì xì em đã chuẩn bị hết ở đây. Chúc anh may mắn sẽ mang được thùng bia hoặc là thùng nước ngọt về. Thế cái lì xì ở đây nó có phải là bia không em? Dạ, không. À, không. Anh chỉ được bốc ở đây cũng được, nếu như mà anh tin nó là bia, anh bốc đi. Đây, em cầm máy cho. Lòng nước ngọt. Phải bia. Đây, của anh đây. Chúc anh năm mới vui vẻ nhá. Máy của anh nè, dạ. Cho anh thêm một con 6S nữa đi. Mua được một lần nữa là bốc lần nữa đúng không? Vâng, đúng rồi. Cứ mua một máy là anh lại được bốc thêm một lần nữa. Cho anh một con iPhone 6S nữa. Cho anh thêm một con iPhone 6S nữa em ơi. Thì em cứ tặng để đồ của anh sang đây nhá. Sau hôm nay anh phải mua nhiều ấy nhỉ. Em ơi, đi sang bên này. Anh lại bốc thăm tiếp. Em ơi, anh nghi ngờ là không biết trong này có bia thật không? Cho anh bốc thử một lần nhá. Được anh sẽ được bốc thử một trong những cái phong bao lì xì em đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Chẳng may mà lần này anh bốc phải lon thùng bia thì lại đen đấy nhá. Anh bốc thử đi. Vàng rồi đấy. Thùng bia thật. Bia này. Anh đen mãi rồi. Anh bốc thật thùng này nha, anh không trả lời anh thật nhá. Không được đâu anh ạ. Anh bảo em là anh bốc thử thì em mới để cho anh bốc thử. Nhưng cái này phải để đảm bảo công bằng cho các khách khác. Thế nhở? Thế bây giờ anh bốc thử hay bốc thật tiếp nào? Anh bốc thật. Bây giờ bốc thật luôn đúng không? Thế thì em phải đổi cái phong bao lì xì này. Để bia vào đây em ơi. Đấy. Em mới trộn lại. Để đảm bảo công bằng anh ạ. Rồi và bây giờ thì anh lại bốc tiếp cho cái chiếc iPhone 6S vừa xong. Nhắm và quá. Em cũng để lại cái thùng bia ở đây rồi nhá. Nào. Sẵn sàng chưa? Bia. Bia. Nhưng mà anh thích uống bia. Được một thùng Coca cũng được mà. Anh chỉ thích uống bia thôi em ạ. Ông bà giúp con cho con thùng bia. Chúc mừng anh đã có một phần thưởng đó chính là 20.000 đồng. Thế sao lại có cả tiền mặt đây, còn 20.000 nó không bằng cái lon Pepsi vừa lấy. Thì em phổ biến cho anh ngay từ lúc đầu là ngoài bia này với cả nước ngọt thì chúng ta còn có 10, 20, 50.000 tiền mặt nữa mà. Em thế nhỉ, bốc thử thì chúng bia, bốc thật thì chúng có 20.000. Tí nữa anh sẽ vào lấy 20.000 trong tối nhá. Thế bây giờ mua là vẫn được tặng nữa đúng không? Đúng vâng, anh mua 10 máy thì được bốc 10 lần, anh mua 100 máy được bốc 100 lần. Thế có điện thoại nào có vài trăm nghìn để anh mua? Có, bọn em có con Fujitsu. Sao anh một con Fujitsu? Ơi mà anh ơi, cái con mà Fujitsu mà em vừa tư vấn cho anh ấy thì nó chỉ có mấy trăm nghìn, có 300 nghìn thôi. Thì khi mà muốn tham dự cái chương trình bốc thăm này thì anh phải mua máy với trị giá là trên 1,5 triệu đồng. Thì anh có chọn được con khác không? Ví dụ như em thấy ở đây có Meizu, Meizu M5C thì giá đang là 1,7 triệu. Đây là con rẻ nhất rồi à? Rẻ nhất. Mà em nghĩ là dùng con này thì sẽ là đáng dùng nhất. Đây, 15C. Con này giá là 1,7 triệu. Rồi, anh lấy con này đi. Thế em lại bếp phiếu tiếp. Ok.
Vâng, và bây giờ thì có lẽ là em sẽ chúc anh sẽ có một thùng bia ưng ý. Anh đẹp lắm rồi em ạ. Rồi, và em hy vọng là cái con M5C này thì anh sẽ bốc được một thùng gì đấy. Anh nghiêm thêm đàn đám dần rồi em ạ. Lại cái giữa đi. Bia không? Bia rồi, có bia luôn. Ờ nhưng mà... nhưng mà chỉ có 6 lon thôi anh ạ. Đây. Cái này à? Vâng. Ôi, chỉ có 6 lon thôi. Thôi, đẹp thế nhỉ. Anh có mua nữa không ạ? Thôi, hết tiền rồi. À, anh, bây giờ tổng kết lại ngày hôm nay sẽ gửi anh 20.000 là phần quà đầu tiên. Tiếp đấy là 6 lon bia, cộng với cả một lớp 6 lon Pepsi. Ba chiếc máy anh mua là 6S này, Redmi Note 5 Pro với cả M5C anh nhá. À, quên. Ngoài ra thì bọn em còn có 3 cái bộ đèn nhấp nháy em để sẵn ở đây, 3 máy của anh luôn. 3 cái em? 3 cái, sao cho nó đủ cái quất, bây giờ ngày mai. Ê, cái máy này một bộ nữa đi. Ừ anh ạ, em đã bảo ngay từ đầu là phải công bằng cho mẹ các... đẹp lắm rồi, không chung cái thùng bia gì cả ấy. Thôi đây, em để em xách dùm anh ra cửa nhá, thuê taxi còn trở về. Bảy triệu tiền máy, được mấy khoản nợ này, đèn vãi đổi. Hải, từ từ, đi đâu đấy? Nhà đây mà. Mua cái điện thoại. Ai à, di động thông minh. Là bốc thăm thì nó trúng từ mấy cái lốc bốc ngoặt như con bia. Anh hộ tôi đi. Rồi ôi này, xá tô cũng vừa bốc. Đừng bia, sao không dài hết rồi. Đẹp lắm. Đây này. Đây rồi, đi đi. Vâng, xin chúc mừng năm mới các bạn. Và qua cái tiểu phẩm vừa rồi thì các bạn đã phần nào hiểu được cái chương trình khuyến mãi dành cho cái dịp Tết âm lịch tại Di động Thông Minh trong thời gian sắp tới. Thì cái thời gian áp dụng sẽ từ ngày 8 tháng 1 ngày hôm nay cho đến hết ngày 29 âm lịch tháng Chạp. Và khi mua các sản phẩm smartphone trị giá trên 1,5 triệu đồng tại Di động Thông Minh thì các bạn sẽ có cơ hội bốc thăm những cái phần quà như là một thùng bia hoặc là một thùng Pepsi. Bên cạnh đó thì cũng có những cái phần quà như là 6 lon Pepsi hoặc là 6 lon Heineken và những cái phần lì xì tiền mặt 10.000, 20.000, 50.000 dành cho các bạn may mắn. Và kết lại video ngày hôm nay thì mình cũng xin chúc các bạn sẽ có một năm mới ăn Tết vui vẻ cùng gia đình và sẽ có những cái vui giây phút mua sắm hài lòng nhất tại Di động Thông Minh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.